Xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre. Hôm nay thì vườn mai của em Nhi ha, có tiếp tục quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống giáo xuông Sài Gòn lá lớn bên vườn của em Nhi cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình đó ha. Em mời gặp em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đã xem kênh ạ. Hôm nay trở lại kênh em xin giao lưu cô chú anh chị mình lô mai giống tiếp tục. Cũng mong cô chú anh chị xem cái đồng hôm nha. Với cái đầu tiên mã số 13H lòng cây giáo sư ông Sài Gòn nha. Rồi. Quanh được 10. Đế cũ luôn cô chú anh chị ha. Cao 44. Tán ngang sau 2. Cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình. Giá cái này là 200 ngàn. Rồi. Mình đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 14H cùng cây giảo sương Sài Gòn nha. Rồi, siêu ông đã lớn ha. Cũ có luôn. Quỳnh được 6. Cao 42, tất nhiên được 48. Cái này em xin lưu của chú anh chị giá 150 ngàn. Rồi, đợi cây luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 15H. 15H cùng một cây giảo siêu bông nha. Rồi. Có cũ luôn ha. Quỳnh được 8. Rồi. Cao 41, tán ngang được 55. Cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá cái này là 180 ngàn nha. Rồi, đợi cây luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 10. 16H cũng là cây giỏ siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Quỳnh được 9. Có cũ ha. Cao 50, tán ngang được 58. Cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá là 170 ngàn. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 17H có một cây giảo siêu bông Sài Gòn nha. Rồi, nguyên cái củ thú nằm dưới nè ha. Quỳnh được 10. Rồi. Cao 54, tới ngang được 63. Cái này em xin lưu cô chú anh chị mình giá cái này là để cô chú anh chị mình 180 nha. Rồi. Rồi mã số 18H. 18H có một cây giảo siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Quỳnh được 9. Cao 40. Tán ngang được 65. Con cái này em ha. Để cô chú anh chị mình giá cái này là 200 ngàn nha. Càng bự nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 19H cũng là cây giảo siêu bông Sài Gòn. Rồi. Quỳnh được 8. Cũ. Cao 55. Tán ngang được 55. Cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá cái này là 180 ngàn nha, có cũ nha. Rồi tiếp theo cây mã số 20H cũng là cây giảo siêu bông Sài Gòn nha, cây này đế thú khá là đẹp. Quanh được 9. Rồi. Cao 45. Cái ngang 60. Cũ quá đẹp luôn. Cô chú anh chị mình giá là 200 ngàn nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 21H cũng là cây giảo siêu bông Sài Gòn nha, cây này quá trời cũ luôn. Cũ quá đẹp luôn cô chú anh chị. Quanh được 9. Rồi. Cao 44. Tán ngang 52. Cái này để cô chú anh chị giá 150 thôi. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 22H, một cây cúc họ Hương. Rồi. Quanh được 8. Rồi. Cao 61. Tán ngang 71. Cái này để cô chú anh chị mình 180 ngàn nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 23H. 23H một cây giảo siêu bông Sài Gòn tiếp tục. Dạ. Thông số nè. Quanh được 8. Rồi. Nụ nhiều ha. Cao 53. Tán ngang được 51. Cái này em để cô chú anh chị mình giá là 160 ngàn thôi nha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 24H. Rồi. Cũng là cây giỏ siêu bông, cũng là cây cuối đếp của em nha. Cái này tàn quá đẹp luôn. Có cũ ha. Mất nụ khá ok luôn. Rồi, thông số luôn đi em. Quanh được 8. Cao 63. Tới ngang được 73. Cái rồi. Này em để cô chú anh chị mình giá là 200 ngàn, cũng là cây cuối đếp của em nha. Cái này tàn rất là to. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip của ông trong thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được kênh ủng hộ em ạ. Xin chào và gặp lại nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.